phạt một cá nhân kinh doanh hàng giả nhãn hiệu trên môi trường Internet. Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy 572 sản phẩm. Hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Trước đó, ngày 12 tháng 7, Đội Quản lý Thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh ứng, thủy xốp tại tổ 3, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê. Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện đội ngũ nhân viên của cơ sở này đang livestream để bán hàng, chốt đơn trên Facebook, có địa chỉ https://www.facebook.com/ungphushop. Qua kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, đoàn kiểm tra đã tạm giữ 572 sản phẩm, hàng hóa nghi ngờ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu các thương hiệu Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes, Versace đang được bảo hộ tại Việt Nam. Sau khi làm việc với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu tại Việt Nam, so sánh đối chiếu với các dấu hiệu vi phạm, Đội Quản lý Thị trường số 2 đã hoàn tất hồ sơ trình Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh ban hành quyết định xử phạt 42,5 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh ứng thủy xốp với hai hành vi vi phạm gồm buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet, đồng thời buộc tiêu hủy tất cả hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật.